Xin chào các bạn. Singapore, đất nước đang ngày một thu hút các bạn du học sinh Việt Nam bởi chương trình học đa dạng và linh hoạt. Một trong những điều nổi bật của Singapore là hệ thống giáo dục có chất lượng cao và được công nhận trên khắp thế giới. Kể từ khi thành lập trường London Singapore đã mang đến cho sinh viên cơ hội học tập và lấy được tấm bằng ACCA danh giá. Mục đích của trường là mang lại những tấm bằng luôn ở trong vị trí đầu bảng để lựa chọn của các nhà tuyển dụng đến cho tất cả các bạn sinh viên trên toàn thế giới. Những người có năng lực và hoài bão muốn tìm và khẳng định mình trong công việc liên quan đến kinh doanh, tài chính, kế toán và quản trị. Bằng khóa học ACCA Singapore năm 2015, trường London Singapore đã và đang tiếp tục đi theo đúng định hướng và mục tiêu đó và mở rộng thêm cơ hội cho các bạn sinh viên. Học viện LFBF, một trong những ngôi trường đào tạo chuyên nghiệp, đã được cấp EduCert 4 năm với các chương trình dạy phong phú và linh hoạt sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều sự lựa chọn về ngành nghề. Để tìm hiểu kỹ hơn vấn đề này thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ giới thiệu các bạn về thông tin các khóa học đào tạo và học phí tại Học viện London School các bạn nhé. Hãy tham dự ngay tuần tham vấn du học Singapore tại trường London School of Business and Finance với cơ hội chuyển tiếp sang các trường Anh, Mỹ, Úc, New Zealand và Thụy Sĩ dễ dàng. Thời gian từ thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ ngày 11 tháng 12 năm 2017 đến ngày 15 tháng 12 năm 2017, sáng từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa và chiều là từ 15 giờ chiều đến 17 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Đăng ký ngay với số điện thoại 028-3848-4879, 028-3838-2080, 099-569-3574, 099-627-629. Thông tin tổng quan về trường London School of Business and Finance có 3 trụ sở chính tại Anh, Canada và Singapore. Trường thu hút hơn 38.000 sinh viên của từ 150 quốc gia trên thế giới đến theo học hàng năm. LFBF Singapore được thành lập vào năm 2011 với sự hỗ trợ của LFBF tại Anh và dưới sự bảo trợ của Hoàng gia Anh, Hoàng tử Michael. Tại Singapore, trường có hai khu học xá cách nhau 10 phút đi bộ và tọa lạc ngay trung tâm của khu vực hành chính Sầm Uất. Năm 2016 có thể được xem là năm đánh dấu nhiều bước ngoặt và phát triển vượt bậc nhất của LFBF Singapore. Trường đã đạt các danh hiệu trường đào tạo tốt nhất ngành kế toán và ngành khách sạn, du lịch tại lễ trao giải Training Education Development Award vào cuối tháng 12 năm 2016. Thêm vào đó, LFBF Singapore cũng đạt nhiều chứng nhận giải thưởng về đào tạo và thương hiệu khác. EduCert 4 năm, giải vàng cho chương trình đào tạo doanh nghiệp, ngành quản lý tài chính, top 10 trường đào tạo kế toán và tài chính được yêu thích nhất tại Singapore, giải thưởng thương hiệu doanh nghiệp châu Á, giải thưởng Lotus trong hạng mục giải thưởng ngôi trường xanh, giải thưởng cao nhất trong hạng mục trường học cấp bởi Hội đồng Môi trường Singapore và nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, sinh viên học tại LFBF Singapore sẽ dễ dàng chuyển tiếp sang các trường ở các nước Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Thụy Sĩ với chi phí hợp lý. Thông tin về các khóa đào tạo và học phí tại Học viện London School ở Business and Finance Singapore. Chương trình đào tạo tiếng Anh, sinh viên chưa đủ trình độ Anh ngữ, theo yêu cầu đầu vào của mỗi chuyên ngành, sẽ được tham gia học các khóa đào tạo Anh ngữ từ cơ bản đến nâng cao trước khi chuyển vào chuyên ngành. Chương trình cử nhân danh dự ngành Banking Practice and Management của London Institute of Banking and Finance học hoàn toàn tại LFBF Campus Singapore. Chương trình mang tính thực tiễn cao và được Hiệp hội Ngân hàng của Anh Quốc đánh giá rất cao. Lộ trình học đại học các ngành kinh tế, kế toán và tài chính, xuất nhập khẩu và quản lý chuỗi cung ứng, học phí chỉ từ 100 triệu, cao đẳng là 8 tháng, cao đẳng nâng cao 8 tháng. Lộ trình học đại học ngành khách sạn và du lịch, học phí chỉ từ 100 triệu, cao đẳng 6 tháng cộng 6 tháng thực tập, cao đẳng nâng cao 6 tháng cộng 6 tháng thực tập. Chương trình ACCA, kế toán tài chính và kiểm toán chuyên nghiệp và chương trình cử nhân danh dự kế toán ứng dụng của Oxford Brookes University. ACCA hoàn tất 14 paper của ACCA với mức học phí 17.850 đô Singapore. Cử nhân danh dự ngành kế toán ứng dụng hoàn tất 9 paper ACCA và các yêu cầu của Oxford Brookes University với thời gian học trong khoảng 2 năm với tổng học phí khoảng 12.000 đô Singapore. Chương trình sau đại học và thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của trường Concordia University Chicago, Mỹ là 24.610 đô Singapore. Concordia University Chicago liên tục nằm trong top college distinction đại học xuất sắc từ năm 2010 đến nay. Dự bị thạc sĩ Baccalaureate ngành khách sạn và du lịch, học phí 9.800 đô Singapore, 6 tháng học phí cộng 6 tháng thực tập, có lương tại Singapore. Chương trình phù hợp với sinh viên muốn tiết kiệm thời gian chi phí học tập và nâng cao kiến thức.
Để biết thêm thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như quá trình làm hồ sơ xin visa du học Singapore, các bạn đừng ngần ngại và hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, số điện thoại 028-3848-4879, tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 028-3838-2080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.